Ly kính chào quý vị. Có một con chiên ở trên Facebook mà Ly biết rõ là con chiên này là một giáo lý viên. Nói một câu mà nó là nếu mà không có các giáo sĩ phương Tây đến truyền đạo thì người dân Việt Nam ngu dốt mù chữ hết rồi. Chính vì vậy mà Ly sẽ tập trung vào nói về tên gián điệp đầu sỏ Alexander Ross. Thì thưa quý vị, có một cái clip của Ly là Ly đến thăm bác Bùi Kha. Thì bác Bùi Kha là một trong những người lập ra trang Giao Điểm và một trong những người viết về tập trung viết về những tên gián điệp này. Thì trong cái thời gian Ly đến nhà bác, đây là những cuốn sách bác tặng Ly. Hai cuốn trên là của giáo sư của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân gửi tặng Ly. Còn những cuốn này là ví dụ như là đây, Ly Trương Vĩnh Ký của tác giả Bùi Kha. Mỗi lần Ly tới thì bác cho, và đây Trương Vĩnh Ký, tức là bây giờ là Trương Vĩnh Ký. Đây là cuốn bác viết đời tôi, tác giả Bùi Kha, tên thật là Hồng Quang, Nguyễn Trường Tộ. Alexander Roth. Bác Bùi Kha chủ yếu tập trung viết về những tên này. Alexander Roth là Bùi Kha nha quý vị. Bác tập trung viết về Bùi Kha, về về Alexander Roth, Nguyễn Trường Tộ. Còn hai cuốn này là viết về Alexander Roth, là của giáo sư của một nhóm ở các nhà và sử học ở Huế. Và hai cuốn này là Ly được nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân gửi tặng. Đây thưa quý vị, đây Alexander Roth. Thì Ly nói sơ là cũng vì cái câu nói của một con chiên mà là một giáo lý viên. Con chiên này rất là ngông cuồng ở trên mạng á, mà có một điều oái âm ở chỗ là một con chiên này thì rất cuồng, luôn đưa ra những cái những nói là người công giáo là toàn đoạt giải Nobel, người công giáo rồi khoe bệnh viện Từ Dũ có vinh danh, có tượng giống như kiểu ở bệnh viện Từ Dũ có đặt một cái tượng Đức Mẹ rồi. Nhưng mà Ly tự ái nhất là cái câu mà không có các giáo sĩ phương Tây thì người Việt Nam ngu dốt mù chữ hết rồi đấy. Thì Ly đã có một cái chiến Ly có một cái kế hoạch rồi, nhưng mà Ly nghĩ thôi thì cứ từ từ làm, từng đi từng bước một. Nhưng mà cái câu nói của con chiên cuồng này làm cho Ly khó chịu lắm. Thì trước mắt thì Ly mời quý vị nghe cái bài này, rồi chúng ta sẽ đi từ từ. Vài suy nghĩ nhân đọc bài Alexander Roth, công và tội của Bùi Kha, và bài Tết ta, Tết Tây, Tết của ai đây? Dương Kinh Thành, tác giả Dương Kinh Thành. Mời quý vị nghe bài này, rất là hay. Kính gửi các bậc thầy, bậc đàn anh kính mến, cho phép tôi gọi như vậy để chỉ quý ông trong nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm, Tôn Giáo và Dân Tộc, Chuyển Luân, tức là trong những cái trang mà Ly vừa nói đó. Thì Ly may mắn là bây giờ bác Bùi Kha là ở gần nhà Ly, cho nên là Ly có thể đến nhà bác nói chuyện bất kỳ cứ lúc nào. Thì Ly sẽ, mà bác Bùi Kha là một trong những người lập ra trang Giao Điểm, nhưng mà trang Giao Điểm thì đã bị nói chung là ngưng hoạt động rồi, tại vì bác Bùi Kha cái lúc lập ra trang Giao Điểm bị cái bọn con chiên cờ vàng hải ngoại chống đối rất là mạnh, tìm đủ mọi cách để bịt miệng. Và bây giờ bác cũng lớn tuổi cho nên bác về Việt Nam sống rồi.
và hầu như cái trang giao điểm không có người điều hành nữa, bác lớn tuổi rồi. Thì cũng hên là khi thấy cái trang giao điểm có nguy cơ bị đánh sập thì phu nhân của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã cho lập trang sách kiếm để đăng bài đó quý vị. Đó là tiểu sử như vậy. Linh mời quý vị nghe cái bài của tác giả Dương Kinh Thành. Kính gửi các bậc thầy, bậc đàn anh kính mến, cho phép tôi gọi như vậy để chỉ quý ông trong nhóm giao điểm, sách hiếm, tôn giáo và dân tộc, truyền luân, vân vân. Cùng sự kính trọng và biết ơn, quý vị trên bình diện khai tâm trí cho những ai còn mập mờ hoặc ngu ngơ về lịch sử cận hiện đại, đạo pháp và dân tộc. Thú thật là tôi mới tiếp cận được giao điểm sách hiếm, tôn giáo và dân tộc, chuyển luân gần đây thôi, và tự hỏi tại sao mình thiếu phước đến như thế. Vì vậy, suốt ngày tôi cố tìm các bài viết của Trần Trung Ngọc, Cha Lê Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quang, Bùi Kha, Hoàng Nguyên Nhuận để đọc. Đọc nghiền ngẫm đến quên ăn như là một sự sám hối, giống y như Ly. Ly đến nỗi là có một bà chị gửi cho Ly rất nhiều tác phẩm kinh sách Phật giáo rồi nọ kia mà Ly rất là thích mà Ly không đọc được, bởi vì Ly phải đọc ở trên sách hiếm để Ly có những cái thông tin để Ly nói với bọn con chiên. Mời quý vị nghe tiếp. Với sự ra đi vĩnh viễn của Cha Lê Nguyễn làm tôi đau nhói trong tim như mất một người thân yêu. Đọc tiểu sử của ông Trần Trung Ngọc, thấy sinh năm 1931, tôi vô cùng thương mến ông. Tuổi già sức yếu chưa được nghỉ ngơi mà còn phải chiến đấu quyết liệt với bọn tà ma ngoại đạo, phản lại tổ quốc, cấu kết với các thế lực ngoại bang cả đạo và đời để đè đầu cởi cổ dân tộc ta một lần nữa. Nghe nói ông còn bị kiện ra tòa, kiện vì tội dám nói lên sự thực mà Vatican và bọn con chiên Việt Nam điên cuồng chống cộng giấu giếm và bưng bít mấy thế kỷ qua. Vậy mà có được mấy người ý thức được vấn nạn này, hoặc giả vờ không biết, cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang. Cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang, chống cộng đến chết, chứ đừng nói chi dám đứng ra dùng ngòi bút đâm bọn tà gian như quý ông. Các bài viết của các ông sao mà thuyết phục, đầy trí tuệ và thấm nhuần tinh thần dân tộc. Khi người của nhà thờ tình nguyện lo hết. Cái này hay lắm nè quý vị, quý vị đừng bỏ qua khúc này nhé. Cách đây chừng 10 năm, có một ông trưởng ban tôn giáo của một tỉnh nọ ở đồng bằng sông Cửu Long, là chỗ thâm tình với nhau, đã cho tôi biết khi ông có ý định cất nhà mới thì có người do nhà thờ cử đến nói nếu ông ta ừ một tiếng thì họ sẽ lo từ A tới Z. Quý vị thấy nó mua chuộc ghê chưa? Mua chuộc cái ông trưởng ban tôn giáo ở tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Họ cử một người từ nhà thờ đến và nói với ông này là chỉ cần ông ừ một tiếng thì chúng nó sẽ lo cho ông từ A tới Z. Như vậy làm sao bảo đảm những chuyện tương tự lại đã không xảy ra ở những nơi khác, thậm chí ở các cấp cao hơn và quy mô lớn hơn. Nếu điều này là sai thì làm sao Tin Lành lại dám làm chuyện tay trời, đưa ra tuyên ngôn thuộc linh. Quý vị cho Ly cắt ngang đoạn này. Ly cũng y như cái suy nghĩ của bác Dương Kinh Thành. Vào năm 2009, chúng nó sử dụng cái sân vận động Mỹ Đình và tổ chức một cái gọi là tuyên ngôn thuộc linh của cái bọn tin lèo. Và trong đó chúng nó nhục mạ cái nguồn gốc rồng tiên của người Việt Nam và ca ngợi đưa con mẹ Trinh Bằng Đồng ở Trung Đông về đây để tôn vinh. Và Ly, từ khi Ly coi được cái clip mà chúng nó la hét gào ở cái sân vận động Mỹ Đình để nhục mạ cái dòng giống rồng tiên, thì Ly đinh ninh một điều chắc chắn chúng nó mua. Ly đã hỏi do rất nhiều, thì Ly nói có một dịp nào đó Ly sẽ điều tra ra cái thời điểm năm 2009
ai là người ký giấy cho chúng nó được tung tử tác ở sân vận động Mỹ Đình như vậy? Ly suy nghĩ y như tác giả này. Cái bài này chúng ta phải ngẫm, nghe và ngẫm. Bởi vì cái tiền đồ của dân tộc đừng có thờ ơ, thưa quý vị. Ly mời quý vị nghe tiếp. Cách đây chừng 10 năm, có một ông trưởng ban tôn giáo của một tỉnh nọ ở đồng bằng sông Cửu Long, là chỗ thâm tình với nhau, đã cho tôi biết khi ông có định cất nhà mới thì có người do nhà thờ cử đến nói nếu ông ta ừ một tiếng thì họ sẽ lo từ A tới Z. Như vậy làm sao bảo đảm những chuyện tương tự như vậy lại đã không xảy ra ở những nơi khác, thậm chí ở các cấp cao hơn và quy mô lớn hơn? Và nếu điều này là sai thì làm sao mà Tin Lành dám làm chuyện tày trời, đưa ra tuyên ngôn thuộc linh? Tức là nếu mà cái điều mà mua chuộc không có đó, thì làm sao bọn Tin Lành dám ngang nhiên tổ chức cái gọi là tuyên ngôn thuộc linh ở giữa thủ đô Hà Nội, trong sân vận động Mỹ Đình, dám thách thức và chửi rủa hồn thiêng sông núi, ông bà tổ tiên của cả dân tộc ta ngay giữa lòng thủ đô mà chẳng thấy nhà sử học theo kiểu Dương Trung Quốc, học giả kiểu giáo sư tương lai nào trong nước, và cả chánh quyền trung ương lên tiếng đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, bình đẳng tôn giáo, hòa giải hòa hợp dân tộc theo kiểu này chắc tai họa mất nước. Truyền thống dân tộc mà hiện nay còn giữ được một ít chắc sẽ bay theo toàn cầu hóa mất. Việt Nam có lẽ ít nơi nào trên thế giới có là người yêu nước và kẻ cướp nước, kẻ bán nước, chiến sĩ cách mạng và Việt gian cùng đồng hành được vinh danh, hoặc sẽ được vinh danh, được tái vinh danh và sẽ được tái vinh danh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, không kể đường Alexander Road, còn có một trường trung học tư thục do Công giáo chủ quản được mang tên Trương Vĩnh Ký, mà hiệu trưởng lại là một giáo sư học giả khá nổi tiếng cao niên của miền Bắc. Ôi tiền, ôi danh lợi, còn gì khí tiết của bậc trượng phu quân tử đời này? Đời nay, ngay giữa trung tâm Sài Gòn có một con đường mang tên Nguyễn Văn Bình, thằng Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình. Thằng này là mong cho Mỹ ném bom miền Bắc, hủy diệt hết miền Bắc, thằng Nguyễn Văn Bình này. Nhưng tại sao nó được mang đặt một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, quý vị biết không? Sau giải phóng thì đã nói cái tà đạo này, chiến lược của chúng nó là khi yếu thì nằm im hoặc thỏa hiệp, mà khi mạnh thì chúng ngóc đầu dậy, nín thở qua sông mà. Khi mạnh thì chúng nó ngóc đầu dậy. Thì sau 75, vì chúng nó biết chúng nó đã gây quá nhiều nợ máu với đất nước, cho nên sau 75 thì thằng giám mục Nguyễn Văn Bình này nó đã ngoan như cún, đem dâng một số tài sản của giáo hội như nhà chồng, như cả tu viện, như những cái trường học, như những cái trại mà cô nhi viện, thì nó đem nộp cho nhà nước. Và nó kêu gọi giáo dân là hãy hợp tác với nhà chính quyền mới. Cho nên thì sau đó để giống như kiểu để khuyến khích, nhà nước ta đã cho nó mang một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Và điều này thực ra rất tai hại, thưa quý vị. Mời quý vị nghe tiếp. Ngay giữa trung tâm Sài Gòn có một con đường mang tên Nguyễn Văn Bình, nguyên là Tổng Giám mục địa phận Sài Gòn, người đã vận động tích cực để Mỹ oanh tạc miền Bắc cho tan nát, trở về thời kỳ đồ đá. Tại miền Tây Nam Bộ, một trường trung học mang tên Nhà Cải cách Việt gian Nguyễn Trường Tổ mới được xây dựng lại và sừng sững tại nội ô thành phố Vĩnh Long, và còn biết bao nhiêu công trình văn hóa khác nữa rải rác khắp cả nước, thậm chí ngay lòng thủ đô Hà Nội. Chỉ cần một hoặc hai cuộc hội thảo khoa học theo kiểu tái vinh danh Alexander Road được chỉ đạo từ bên ngoài do các trí thức nửa vời, trí thức mù sờ voi, theo kiến thức về lịch sử dân tộc, bản lĩnh chính trị yếu và dễ bị mua chuộc, là có thể biến kẻ cướp nước
có tội thành có công, biến kẻ bán nước thành người yêu nước. Một lần Lê mới nói với một cái anh này, vốn dĩ là anh là vừa là nói chung anh cũng có chức quyền ở ngoài Hà Nội ấy. Thì Lê nói về cái vụ là Alexander Roth, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ. Thì Lê nói là hiện nay trong sách vẫn còn, sách lịch sử vẫn còn một bài ca ngợi bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ và ca ngợi chữ quốc ngữ, người có công đem chữ quốc ngữ là Alexander Roth. Thì anh ấy bảo là anh thì không biết, nhưng mà thấy ở Hà Nội vẫn có tên đường Nguyễn Trường Tộ cho nên anh nghĩ ông có công. Đó đó quý vị. Cho nên cái sự thuyết phục của Lee nó không, dĩ nhiên người ta thấy ông ấy mang tên ở đường phố Hà Nội và giữa mình là một người vô danh tiểu tốt nói, thì anh đó khó thuyết phục được anh ý. Cho nên cái con đường của chúng ta đi rất là gian nan thưa quý vị. Và vì vậy ta phải đi từng bước một chậm, đi từng bước một để khai dân trí cái đã. Mời quý vị nghe tiếp. Những giá trị thật của một người trí thức chân chính phải là tinh thần yêu nước, hiểu đúng lịch sử, kế đến mới nói đến những đóng góp của mình cho dân tộc, về những gì mình đã được học ở lĩnh vực chuyên môn nào đó. Hiểu thông thoáng là vừa hồng vừa chuyên hay tài đức song toàn. Thật khó mà hiểu nổi khi có một người có đức mà đi tôn thờ những người có công với giặc, được thực dân tặng huân huy chương vì sự cống hiến của họ cho giặc, hoặc làm gián điệp hay phục vụ chính sách thực dân của ngoại bang và tòa thánh Vatican như Pê Tu Ký, Nguyễn Trường Tộ, Trần Lục vân vân. Theo Tết Tây cho phù hợp với nội dung của tuyên ngôn cướp nước. Rồi đây sẽ có nhiều con đường, nhiều công trình văn hóa mang tên Nguyễn Bá Tòng. Hiện nay vẫn có một tên Nguyễn Bá Tòng ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Bá Tòng. Rồi đây sẽ có nhiều con đường, nhiều công trình văn hóa mang tên Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cần, Ngô Đình Thục, Nguyễn Duy Khang, Lê Bảo Tĩnh, Đỗ Hữu Phương, Cha Diệp vân vân, sẽ mọc lên như nấm cho mà coi. Hoặc vận động bỏ Tết cổ truyền, hoặc vận động bỏ Tết truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta đã bao đời gìn giữ để theo Tết Tây cho phù hợp với nội dung của tuyên ngôn thuộc linh. Như giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, cái ông già này ở dưới miền Tây suốt ngày kêu bỏ Tết cổ truyền. Như giáo sư Võ Tòng Xuân, anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân của Việt Nam, chủ trương dưới chiêu bài toàn cầu hóa, hiện đại hóa. Cũng cần nói rõ, Võ Tòng Xuân là một nhà nông học nổi tiếng không chỉ của Việt Nam mà còn là của khu vực, thậm chí là của thế giới. Ông được nhân dân tôn vinh là vị cứu đói cho họ trong những năm sau giải phóng, nhiều nơi còn muốn tạc và dựng tượng ông tại địa phương họ. Là người đã lăn lộn nhiều năm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân, lẽ ra ông biết hơn ai hết. Là người nông dân chiếm khoảng 80% dân số, tha thiết gắn bó và coi trọng ngày Tết cột, ngày Tết truyền thống như thế nào. Vậy mà ông đã ngoảnh mặt quay lưng với những người đã cùng ông, hợp tác với ông, đổ mồ hôi trên đồng ruộng cùng ông, nhường những món ngon vật lạ mà họ có được cho ông khi ông đến nhà họ. Cách đây khá lâu, cỡ chừng 10 năm, cũng trong dịp đầu xuân âm lịch, trên báo Thanh Niên, ông ta cũng đưa ra quan điểm này với luận cứ là để phù hợp với tập quán quốc tế trong việc làm ăn với họ. Đặc biệt, ông viện dẫn đến mấy cuộc họp của ông ở nước ngoài lại rơi vào các ngày nghỉ Tết của ta nên thật là bất tiện cho ông. Lắm lúc tiện lợi cho số ít người này, nhưng thiệt hại cho đa số khác, cho cả dân tộc, chắc hẳn là ông ta ít để ý tới. Rút kinh nghiệm từ thất bại của lần trước, bị đa số đồng bào ta phản đối, lần này ông ta đã khôn khéo đánh lận con đen, gạt những người nhẹ dạ, các em còn trẻ với kiến thức về truyền thống đạo lý dân tộc còn hạn chế, hoặc nhóm trí thức mù sờ voi. Ông đã đưa vào khái niệm
ăn Tết Tây theo truyền thống cổ truyền trong dịp Tết Quý Tỵ này. Nghe sao giống luận điệu của những nhà truyền giáo Kitô quá, chuyên gạt gẫm người hiểu biết, chuyên gạt gẫm người thiếu hiểu biết để gặt những linh hồn đem về cho Chúa. Giống như một số ít nhà trí thức mù sờ voi, giáo sư Võ Tòng Xuân chỉ nổi bật trong vai trò chuyên môn của một nhà nông học ở một lĩnh vực nhất định. Kiến thức về vĩ mô trên bình diện nhiều mặt của ông khá hạn hẹp. Thậm chí trong ngành nông nghiệp, khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt muốn mở rộng diện tích trồng lúa ở Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên để bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước, thì ông với tư cách nhà khoa học uyên thâm về cây lúa lại tuyên bố khẳng định là cây lúa không thể sống trên hai vùng đất này. Bây giờ, những ai có dịp đi qua những nơi này sẽ thấy ngút ngàn những cánh đồng lúa xanh rì hoặc trổ hạt góp phần đưa Việt Nam lên là quốc gia xuất khẩu gạo hàng nhất nhì thế giới. Tại diễn đàn Quốc hội, ý kiến của cụ Võ Văn Kiệt là để phát triển đồng bằng sông Cửu Long, trước mắt cần thiết phải xây dựng cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền. Ông Võ Tòng Xuân đã đứng về phe chống đối và đưa ra phương án, thay vì đem tiền đi xây cầu thì lấy tiền đó mua phân bón sẽ làm nông nghiệp phát triển hơn. Giáo sư Xuân nói, giáo sư Xuân nào đâu có biết chức năng của cây cầu không chỉ làm nhiệm vụ của chiếc phà, mà là nhiều hơn thế nữa. Với chiếc cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ, bộ mặt đồng bằng sông Cửu Long ngày nay khác xa ngày trước một trời một vực, phá vỡ thế cô lập về mặt địa lý kinh tế của vùng đồi, của vùng đối với phần còn lại của cả nước. Rồi còn quốc phòng, du lịch, đầu tư, giáo dục, vận chuyển nông sản, thủy sản, hàng công nghiệp v.v. nữa chứ, đâu chỉ có phân bón cho cây lúa. Tết Quý Tỵ, dương lịch 2013, giáo sư cho biết mình sẽ xuất hành sang Nhật để hội họp gì đó vào ngày mùng 3 Tết. Bất tiện cho giáo sư thật, nhưng bà con mình thì sao? Cho dù người Nhật, người Hàn, người Sin, thậm chí một bộ phận đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên do bị cải đạo không thèm ăn Tết dân tộc nữa, thì đại đa số bà con ta ở trong nước hay kiều bào ở nước ngoài cũng hướng về ngày Tết Nguyên Đán như là một sự trở về với nguồn cội dân tộc, ông bà tổ tiên hồn thiêng sông núi đã đùm bọc cưu mang mình mấy ngàn năm qua. Ăn Tết ta theo Tây, rồi Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Trung Thu cũng theo Tây luôn. Hay sao? Làm sao tâm hồn ta, lương tâm ta khỏi bị day dứt, dằn dật, có thể chịu nổi một Tết Nguyên Tiêu hay Tết Trung Thu mà thiếu ánh trăng? Rồi giáo sư có đề xuất rời ngày vía Phật Di Lặc sang ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch hàng năm hay không? Hay các ngày giỗ kỷ ông bà cha mẹ cũng sẽ cử hành theo dương lịch? Đa số đồng bào ta là Phật tử sẽ nghĩ sao về ông tiến sĩ ấy? Một cư sĩ của đạo Cao Đài vừa thờ Phật vừa thờ Chúa như ông thì làm sao hiểu nổi được phần tâm linh thiêng liêng của một Phật tử? Thì ra là ông này vừa thờ Phật vừa thờ Chúa. Hoàng đạo trong nhóm tự lực văn đoàn có chủ trương theo mới, hoàn toàn theo mới, không chút do dự. Theo mới mà mù quáng đến thế thì giữ cái cũ còn hơn, vì dù sao phần hồn mình không bị mất. Dù vật chất có thiếu thốn đi nữa, phần hồn mất là nội dung của một người không biết gì về dân tộc mình. Truyền thống văn hóa do ông cha tổ tiên gìn giữ chắc chiêu để lại, hay nói cho gọn là phi dân tộc, mà hễ là phi dân tộc thì thêm một bước nữa là phản dân tộc, có khó gì đâu. Thế giới châu Á rất sợ hiện tượng trái chuối xiêm chín,
Thế giới châu Á rất sợ hiện tượng trái chuối xiêm chín lắm. Liệu ông ấy có biết không? Vỏ ngoài thì vàng mà trong ruột thì trắng, thì còn gì là người châu Á nữa? Làm giàu cho đất nước là vô cùng cần thiết, thậm chí là tiêu chí hàng đầu trong hoàn cảnh hiện nay. Nhưng suy cho cùng, nghĩ đến nơi truy đến chốn, giàu để làm gì khi mà phần hồn của dân tộc mình không còn là của mình nữa, bị lệ thuộc vào ai đó ở Vatican, ở nước ngoài thì có gì là vinh dự, có gì là hãnh diện? Đêm 30 Tết sắp đến giờ giao thừa, giàu hay nghèo, lòng ta cảm thấy lâng lâng hạnh phúc không sao tả được. Khi không về đoàn tụ với gia đình, quây quần bên bàn thờ Phật, tổ tiên, lòng ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gì thiêng liêng không gì bù đắp được. Ngày Tết Nguyên Đán còn là dịp để ta thể hiện lòng từ bi với mọi chúng sanh qua việc ăn chay ngày đầu năm âm lịch và đi chùa hái lộc đầu xuân. Thật là văn hóa tâm linh biết nhường nào. Còn ngày Tết Dương Lịch, người ta tha hồ tiệc tùng, vui chơi xả láng, tiêu xài phung phí, phô diễn sự sang giàu, ăn chơi trụy lạc của mình cho thỏa thích. Theo Hà Văn Thủy, nói thật với quý vị nhé, ngày Tết cổ truyền á, thường á, phụ nữ như tụi Ly rất là cực lắm. Nấu nướng, chợ búa, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo mùng mền ra gối. Tuy nhiên, cực nhưng mà rất là vui thưa quý vị. Ly nhớ ở quê thì bà ngoại Ly là bố mẹ mất hết rồi, mà cứ Tết nào cũng thế, bà ngoại già rồi thì là bà ngoại dọn ra cho Ly mấy cái bánh chưng, rồi dĩa giò, ở trong Nam gọi chả lụa, rồi một số nữa, xong một số đồ nữa, xong rồi cho Ly đổi cái mâm về bên ngoại, bên cụ ngoại để cúng. Và sau khi cúng xong thì bên cụ ngoại dọn ra một nửa ăn, còn một nửa cho Ly bê về. Đó. Rồi các dì của Ly cũng thế. Các dì thì ngày mùng 1 là đi bên nhà chồng, sang ngày mùng 2 là chồng con đưa nhau về bên nhà ngoại. Nó rất là vui, vui lắm. Và đặc biệt có một điều dạy quý vị, ở trong Nam thì ít hơn như ở ngoài Bắc miền Trung á, thì cho dù những ngày thường có thể giận hờn nhau, nhưng mà sau cái đêm giao thừa một cái rồi thì sáng hôm đó đó, thì em đến thăm anh, con chúc Tết cha, em chúc Tết anh chị, em chúc Tết chị, cháu bà, ông bà chúc Tết cháu chắt. Nói chung là rất là vui, rất ý nghĩa. Và đặc biệt làng xóm nữa quý vị, tổ chức từng nhóm, người trung niên thì đến nhà từng người trung niên, rồi thanh niên thì đến nhà thanh niên, cắn cái hạt dưa, ăn cái củ hành, nói đùa nói ấy, thậm chí đánh bài đánh đồ cho hết, gần như hết cái tháng riêng, rồi hỏi chúc nhau năm mới thắng lợi phát tài, rồi vân vân sức khỏe nữa. Nói chung là rất là ý nghĩa. Và đặc biệt nhất, những người đi xa thì luôn luôn muốn được về ăn Tết ở quê nhà, bởi vì về ngày thường ít được gặp bạn bè lắm, chỉ có ngày Tết là hội tụ gặp gỡ đông nhất. Cho nên Ly mới coi cái thước phim quảng cáo có một hai ông bà già thì Tết cái gì cũng có mà con cháu không về, cho nên bà già khóc mếu máo bảo Tết cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó, và ông bà buồn. Đó là quý vị, mời quý vị nghe tiếp. Thật xác đáng khi nhận xét về ngày Tết Nguyên Đán như sau: có gì trong cuộc sống đầm ấm an lành trong tình người? May mà chúng ta chưa mất cái gia tài quý giá ấy. Biết đâu đó lại là vốn quý nhất mà nhân loại nhận ra trong hội nhập. Văn hóa là linh hồn của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất rồi, nước ta sẽ mất. Vì nó làm tê liệt sức sống của một dân tộc, một sức chiến đấu bảo vệ non sông. Chính sách thực dân mới mở cửa để hội nhập. Mở cửa để hội nhập thực ra là chính sách thực dân mới, thay hình đổi dạng theo cách của Mỹ để thay thế cho chính sách thực dân cũ của Tây Phương đã lỗi thời, vô phương cứu vãn,
chính sách thực dân mới ngày nay buộc mọi quốc gia và vùng lãnh thổ phải bỏ ngỏ để cho tư bản Mỹ và các cường quốc kinh tế khác tự do nhảy vào cạnh tranh nhau, khai thác tài nguyên với giá rẻ mạt mà không quan tâm gì đến tác hại môi trường đối với nước sở tại, sử dụng nhân công với giá hời, tiêu thụ hàng hóa cho họ và là bãi chứa phế thải công nghiệp cho nước họ. Chính sách này phần thắng nghiêng về Mỹ, vì Mỹ có ưu thế trên mặt sản xuất và công nghệ. Như thế, có cần đánh đổi bằng mọi giá cho sự hội nhập này không? Nhà nước có chủ trương hòa nhập chứ không hòa tan. Khi vào WTO, thật là sáng suốt và thấy xa. Thế thì ai là người được hưởng lợi từ việc bỏ Tết âm lịch này? Ai thì tôi không biết, nhưng biết chắc là cộng đồng Cato Roma Tin Lành, cộng đồng Cato Roma và Tin Lành, và bọn muốn đánh phá Việt Nam điên cuồng, vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt vì thắng lợi trong việc phá nát thêm một truyền thống của dân tộc và đã phỉnh gạt được cả một dân tộc mà họ không thắng được bằng súng đạn và kỹ thuật hiện đại. Ở trong nước thì các con chiên tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican cũng được thỏa thích, còn những người Việt Nam không có cơ hội tìm hiểu sâu rộng hoặc lười biếng suy nghĩ cặn kẽ về lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại, và các trí thức nửa vời, vô tình ùa theo ủng hộ để được khen là biết hội nhập, là tiến bộ, hoặc các học giả bị mua chuộc qua các cuộc hội thảo khoa học cũng chỉ là nạn nhân bị lợi dụng mà thôi. May thay, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, các nhà trí thức Việt Nam định cư ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, Anh, Ý, Canada, Úc, Hà Lan, v.v. có cơ hội được tiếp cận với các văn khố và thư viện sở tại. Ly nhắc lại một xíu ở cái đoạn này. Ví dụ bác Bùi Kha viết về Alexander Roth, bác viết cuốn Nguyễn Trường Tổ, bác viết Trương Vĩnh Ký. Thì tại sao bác khẳng định, quý vị biết không, bác đã được đọc chính những lá thư của Nguyễn Trường Tổ và của Trương Vĩnh Ký. Những lá thư của những tên gián điệp này gửi cho ông chủ Pháp là lúc nào nên đánh, lúc nào không nên ngưng. Chính vì nhờ những cái này cho nên ngày nay trong sách lịch sử ở Việt Nam thì vẫn ca ngợi công của bản điều trần của Nguyễn Trường Tổ, công của Alexander Roth. Thì những cái tư liệu ở trong các cái thư khố Pháp đã được các cái bác ở hải ngoại, mà cụ thể điển hình như là bác Bùi Kha mà Ly có đến gặp và có đưa lên một cái clip cho quý vị coi là thăm tác giả Bùi Kha đó, là các bác đã có dẫn chứng tài liệu cụ thể, nói có sách mách có chứng. Bây giờ có thay đổi hay không là do những nhà trong nước, nhà quản lý trong nước. Họ không thay đổi có hai lý do, hoặc họ không biết. Và nếu bây giờ tài liệu ngập tràn rồi mà họ không thay đổi, ta có quyền nghi ngờ, quý vị. Mời quý vị nghe tiếp. May thay, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, các nhà trí thức Việt Nam định cư ở Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Canada, Úc, Hà Lan, v.v. có cơ hội được tiếp cận với các văn khố và thư viện sở tại, đã chịu khó tìm hiểu và nghiên cứu sử liệu cùng các tư liệu của chính các giáo sĩ Cato và của những nhân vật mà người Pháp có liên hệ với việc Liên minh Pháp-Vatican đánh chiếm Việt Nam trong thế kỷ 19, đã phát hiện ra nhiều chuyện động trời mà bấy lâu nay bị các nhà biên soạn lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại dưới sự chỉ đạo của Vatican và thực dân Pháp, Mỹ chỉ đạo bưng bít xuyên tạc sự thật, biến trắng thành đen, biến kẻ Việt gian thành người yêu nước và nhập nhằng đánh lận con đen, liên kết với những tiến bộ của khoa học phương Tây
để mà hãnh diện gọi là nền văn minh Kitô giáo, dụ khỉ những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ chê bai truyền thống dân tộc của mình là lạc hậu, là kém văn minh, cần được thay thế. Xin đừng mặc cảm với truyền thống của dân tộc mình và cho rằng đó là thấp kém, lạc hậu hay lỗi thời so với văn hóa Âu Mỹ. Ai mà tiếp cận chỉ một hay hai khía cạnh của phương Tây rồi tin vào và rồi tin và cho cái gì của phương Tây cũng là số một thì sẽ rơi vào trường hợp năm người mù sờ voi, rồi mô tả con voi lịch sử Việt Nam theo sự hiểu biết phiến diện của mình, chỉ làm lợi cho Vatican và ngoại bang. Có gì mà hãnh diện, tự coi mình là hiện đại khi chủ trương bỏ Tết ta, theo Tết Tây, theo cách nhìn ấy. Khi quỹ kinh tế mới, một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế xã hội và môi trường có trụ sở đặt tại Anh, đánh giá Việt Nam đứng thứ hai sau Croatia trong bảng xếp hạng chỉ số hành tinh hạnh phúc của năm 2012, thì một số người quen thói đánh giá thấp mọi tiến bộ của Việt Nam hay mang mặc cảm tự ti dân tộc đã xấu mồm xấu miệng thốt lên rằng nào là không biết tại sao lại ra cái kết quả này, nào là chắc chắn là có sự nhầm lẫn khi làm khảo sát rồi, đứng thứ hai về bất an đối với cuộc sống mới đúng, thử hỏi ra đường nào là khói bụi kẹt xe, hố tử thần chạm điện có thể gây nổ bất cứ lúc nào, khi trời mưa cướp giật có tài sản thì không biết làm thế nào, gửi ngân hàng cũng không an tâm, khám chữa bệnh thì ôi thôi nơi nào cũng đông nghẹt. Phải nói là tri thức sức khỏe xuống cấp trầm trọng như vậy thì còn gì để muốn sống nữa chứ. Hoặc có kẻ lại nói, có vẻ những khảo sát này thiên vị cho Việt Nam quá đấy. Những đất nước mà ai cũng muốn đến sống tại đó chẳng nhẽ lại thua Việt Nam chăng? Hay là có người lại nói, không nên tin vào kết quả này. Đó, tức là khi người ta xếp Việt Nam có chỉ số hạnh phúc như vậy thì bọn đó nó lại cứ nghi ngờ. Có một điều lạ là hễ có tổ chức hoặc cá nhân nào chê bai dân tộc ta thì họ lại hoan nghênh, ùa theo. Còn ai làm ngược lại thì bị họ chỉ trích là thiên vị, là thiếu khách quan, là không đáng tin cậy, là lầm lẫn. Dù việc làm ấy có khoa học, có bài bản logic thế nào đi nữa, chứ họ có biết đâu, nếu đi vào con đường hiện đại hóa, toàn cầu hóa, vào WTO trong giai đoạn đầu, khó cách nào tránh khỏi những tệ đoan xã hội, những yếu kém như họ đã viện dẫn. Chỉ số này được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và môi trường sinh thái. Trong bản báo cáo gần nhất vào năm 2009, tổ chức này đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5. Như vậy, kể từ khi tổ chức này bắt đầu đưa ra các báo cáo vào 2006 về mức độ hạnh phúc tại các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới qua chỉ số HBI, Việt Nam đã 2 trong 3 lần được đánh giá cao với thứ hạng là 5 và lần sau lại nhảy lên vị trí số 2 trong bảng xếp. Mà không có một nước công nghiệp phát triển nào, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật, mà họ cho là thiên đường, là nơi mà ai cũng muốn sống, chén chân được vào top 10. Báo cáo năm 2012 là bản thứ 3 sau các bản khác vào các năm 2006 và 2009, cứ 3 năm đánh giá và báo cáo một lần. Tổng hạnh phúc quốc gia, một điều đáng chú ý đó là ngoại trừ Việt Nam ở châu Á, các vị trí còn lại trong top 10 nước dẫn đầu về chỉ số hạnh phúc đều là những quốc gia nghèo thuộc thế giới thứ 3 ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Như vậy, rõ ràng không phải giàu có, tiền bạc của cải vật chất tràn ngập là có hạnh phúc. Có tiền chắc gì mua được hạnh phúc. Điều này giải thích về sao Bhutan, một quốc gia nhỏ bé ở Himalaya, chưa đầy 1 triệu dân, dám đưa ra khái niệm tổng hạnh phúc quốc gia.
Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 1972 do một vị vua Jimmy, người đã chủ trương hiện đại hóa đất nước Bhutan ngay sau khi cha ông, vua Jimmy, nhường ngôi cho. Ông sử dụng cụm từ này để cam kết trọng trách của mình trong việc xây dựng một nền kinh tế phục vụ văn hóa độc đáo của Bhutan dựa trên giá trị tinh thần Phật giáo thay thế cho chỉ số tổng sản lượng quốc gia, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, lấy của cải vật chất làm đầu. Cũng cần nhắc thêm, Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới có lệnh cấm hút thuốc và bán thuốc lá. Tôi rất tâm đắc ý kiến của tác giả Thiên Lôi như sau. Hình như dân tộc ta luôn muốn lưu giữ những chân tình gắn bó đơn thuần giản dị ấy. Dù phải sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, nhưng nền độc lập và vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc là điều tối thượng bất khả xâm phạm, chứ không muốn đánh đổi cho những thứ dụ dỗ dư dật mà vô hồn để rơi vào vòng lệ thuộc ngoại bang. Có đồng tiền nào đã có được tất cả? Có đồng tiền nào đã có được tất cả? Bọn ngoại lai cướp nước luôn âm mưu chặt đứt những sợi dây vô hình ấy, vốn là giềng mối đoàn kết dân tộc bằng bã mồi vật chất hay gây chia rẽ với một tôn giáo xa lạ dưới chiêu bài tự do tôn giáo, chỉ áp dụng cho những nước nhược tiểu mà thôi, để tàn phá nền văn hóa tín ngưỡng lâu đời của cha ông ta. Cải đạo theo Phật, tức là theo cái ấy đó. Với cuộc cách mạng như vũ bão của ngành truyền thông, trên lý thuyết, người ta có thể khắc phục khỏi tình trạng 5 người mù xem voi nếu muốn, bằng cách tiếp cận với những tài liệu hàn lâm, các bài viết theo tiêu chuẩn trí thức của những học giả uyên thâm về lĩnh vực đó, với các ý tưởng đều có chú thích ghi rõ nguồn tin, cho việc dễ dàng kiểm chứng. Điều này có vẻ nhà khoa học Trần Trung Ngọc làm rất tốt. Chuyện này có vẻ quá khó đối với nhiều nhà khoa học chân chánh, vì với số lượng ngút ngàn tài liệu chuyên môn của họ thì còn thời gian đâu dành cho các tài liệu khác. Dù nói gì thì nói, một người dù có học vị tiến sĩ hay một nhà khoa học hay một học giả mà không hiểu đúng về lịch sử nước mình, mơ hồ về truyền thống văn hóa dân tộc đã được ông cha chất chiêu chọn lọc và gìn giữ truyền lại mà chạy theo văn hóa ngoại bang một cách mù quáng thì khó có thể gọi họ là trí thức đúng nghĩa được. Họ chỉ có thể là những người có kiến thức rộng ở một lĩnh vực hẹp nào đó mà thôi, chứ không phải là người có thể thấy được bức tranh toàn cảnh, và đó mới là bức tranh thực sự. Ngày nay, ta có thể làm thầy về mặt này, đồng thời lại là một chú bé ngây ngô trên lĩnh vực khác. Nếu có đọc bài này, giáo sư Võ Tòng Xuân chắc đồng ý. Trân trọng kính chào quý thầy và các bậc đàn anh của tôi, Charlie Nguyễn. Và đây Ly đọc thêm cái đoạn này. Bằng một sự kính trọng và thương mến, tác giả lá thư này đã gọi những tác giả mà ông đề cập là nhóm giao điểm sách khiếm tôn giáo và dân tộc chuyển luân một cách đứng đắn, nhưng cụm từ nhóm giao điểm sách khiếm trên các diễn đàn thư tín hải ngoại đã bị số người dùng trong mục đích chụp mũ mà sát hay kiện tụng, mà chính các tên tuổi liệt kê trong đó chẳng hề biết cái nhóm của mình ở đâu. Ban biên tập chúng tôi biết rõ tất cả những tác giả đều ngơ ngác như nhau. Nhân đây trang nhà xin xác nhận, những vị thường bị lên danh sách đối tượng là những tác giả có những bài viết dài hoặc và mang ra ánh sáng những điều bị thế lực đen bóp méo hay che giấu. Những bài viết đó có một số lập trường gần giống nhau hoặc khác nhau, nhưng được đăng để chứng minh một số vấn đề bàn cãi.
Thật ra trong bất kỳ một xã hội nào và bất cứ phương diện nào cũng vậy. Những tư tưởng gặp nhau và người ta muốn giao hảo với nhau trong một mối liên hệ không nhất định là chuyện thường. Nhưng như nhóm chơi tennis, nhóm karaoke, nhóm nhậu, nhóm trí thức, thôi thì nhân có một sự việc xảy ra gần đây. Xem thư rất ngắn về việc con chiên kiện con người. Các tác giả bị hay được gọi là nhóm giao điểm sách hiếm cũng nên chấp nhận như được gọi là những con người, như những cây sậy biết suy tưởng vậy. Sách hiếm. Hết rồi thưa quý vị. Kính chào quý vị.